tất cả các chị nha. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream của Bwin chuyên quần áo gia đình và quần áo thời trang ạ. Mọi người hôm nay em sẽ chơi mini game nho nhỏ cho mọi người nhé. Là em sẽ bán cái set vải này với giá là 29.000 đồng cho các chị nha. Đúng rồi ạ, 29.000 đồng thôi nhá. Đây, váy này rất là xinh nhá, bao gồm cả cái áo crop top và chân váy nha các chị nhá. Chân váy thì có sải tà này, rất là đẹp nhá. Đúng rồi ạ, 29.000 đồng thôi nha các chị nhá. Ai đang xem livestream nhỉ, chấm một cái cho em nhá, để chị mình chào hỏi nhau nhá. Các chị mua 29k không nhỉ? Các chị chỉ cần comment cho em này 29k kèm theo màu và chia sẻ cho em thôi nhá. Đây, em sẽ giới thiệu lại các màu nhá. Thì về nhà em về rất là nhiều màu đẹp, rất là nhiều màu xinh luôn. Các chị thoải mái lựa chọn màu nhá. Đây, 29 đồng nha các chị đẹp nhá. Em chào Yến Sơn này, Yến Hải này, em là Nắng này, Như Bé, Lê Thị Kim Anh, em chào tất cả mọi người ạ. Đây, em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nha mọi người nhá. Hồng đất nha. Đây, màu hồng phấn này, hồng phấn, hồng đất, hai màu hồng nhá, mọi người lưu ý này, xanh rêu, vàng nâu và màu cam nhá. Mọi người thích màu nào chỉ về comment 29k kèm theo màu và chia sẻ cho em nhá. Và chia sẻ ở trên các nhóm cho em nhá các chị nhá, chia sẻ ít nhất là 3 lần ạ. Đúng rồi nhá, 29k là mọi người bắt đầu comment cho em 29k kèm theo màu cho em nhá mọi người nhá. Đây, cái vải này thì tầm là 55 hoặc là 56kg quay đầu là mặc đẹp nhá mọi người nhá. Và các chị tầm 60kg thì các chị tầm 1m7 trở lên ý thì các chị mặc ok nhá. Anh chào chị Thúy Phạm này, 29k này, comment cho em này 29k kèm theo màu nhá. Hôm nay thì em sẽ bán, thì trong chiều nay sẽ bán cho các chị với giá là 29.000 đồng nhá. Hai mươi chín k kèm theo màu cho em này các chị này. Cái đấy thì chị liên hệ lại với bên em nhé chị nhá. 29k comment cho em 29k kèm theo màu và sao chia sẻ nha các chị nhá. Rất là nhiều màu nhá. Đây này, có cái nhúng rất là xinh nha các chị nhá. Có nhúng rất là xinh này, có trễ vai này. Đây, hôm trước thì các chị hỏi nhà bên em có váy body như này mà cổ tròn không, thì hôm nay em đã về cổ tròn rồi nha các chị nhá. Đây, rất là đẹp, 29 đồng thôi nha các chị nhá. Hôm nay em sẽ chơi mini game này, chơi mini game bán cái set váy này với giá là 29 đồng thôi nha. 29k màu ok này, ok chị Thủy Lê này, ok các chị này, ok Yến Hải luôn này, ok Thu Thảo Trần nhá. Comment này 29 đồng thôi nha các chị nhá. 29k kèm theo màu và sau chia sẻ cho em nha các chị nhá. Ưu tiên những chị nào mà chia sẻ ở trên các nhóm lớn nhá. Đúng rồi chị ơi, em là Nắng ơi, 29k kèm theo màu cho em nhá chị nhá. Thu Hằng này ok nhá, cho một cái đi người đẹp, ok chị ơi, cho một cái ok luôn đi comment cho em này 29k kèm theo màu và sau chia sẻ nhá. Đây có rất là nhiều màu, nhà em thì về rất là nhiều màu xinh, đủ màu cho các chị lựa chọn luôn. Đây, em đang mặc là màu hồng đất nhá, kênh đang mặc là màu cam. Và đây là màu vàng nâu nha, vàng nâu rất là đẹp luôn. Tất cả những cái màu này đều mặc tôn da hết nha các chị nhá. Các chị nào mà da đen, da ngăm hay là trắng thì mặc càng đẹp nha các chị nhá. Đây, màu vàng nâu, màu xanh rêu nha các chị nhá. Đây, cực kỳ tôn da luôn, rất là đẹp nhá. Có nhúng này các chị ơi, có nhúng rất là đẹp luôn. Trễ vai các chị không thích trễ vai cũng được, các chị cứ để lại bình thường được nhá. Đây là màu hồng phấn này. Còn đây, kênh đang mặc là màu cam nha các chị nhá, rất là đẹp. Bao nhiêu? 29 đồng thôi nhá chị nhá. Set váy này em chỉ bán với giá 29k thôi này. Nên các chị ơi, các chị comment cho em 29k kèm theo màu nhá. Đúng rồi ạ, em thấy chị comment này, Thúy Lê, Kim Huệ Trần này, giá bán thế nào chị ơi? 29 đồng nhá các chị ơi. Hôm nay thì em sẽ bán cho các chị giá 29k này. Sẽ chơi một cái mini game nhỏ nhỏ nhá. Các chị ơi, các chị comment cho em này 29k kèm theo màu nhá. Và các chị chia sẻ này, tới một lượt người nhất định á, thì em sẽ công bố nhá, công bố người mua nha các chị nhá. Và trong cái đấy thì em sẽ tặng cái thỏi kem nền này, tặng cái kem nền BB stick nhá. Nó có tác dụng là chống nắng nha các chị nhá, có tác dụng chống nắng nữa này. Kem nền rất là đẹp nha các chị nhá, ok chưa? Đây nhá chị nhá, đây này, bỏ ra luôn, đây nha. Ok chưa nào, một phần quà rất là hấp dẫn đúng không các chị ơi. Nhanh tay này, 29k kèm theo màu cho em nhá. Chỉ việc comment như thế thôi. Và sau đó mình quay ra chia sẻ nhá. Đây em đang mặc là màu hồng đất nha các chị nhá. Hồng đất hay hồng da đều được hết. Màu hồng đất nha chị nhá, 29 đồng thôi ạ. Đúng rồi ạ, 29k này. Bao nhiêu ký là vừa? Cái này thì tầm là 56-55kg quay đầu là mặc đẹp nhá chị đẹp nhá. Không cần số điện thoại đâu ạ, chỉ cần comment là 29k kèm theo màu cho em nhá. Khi nào mà em đọc tên ai mọi người cho em số điện thoại sau nhá. Bây giờ chỉ cần comment 29k kèm theo màu cho em thôi nhá. Ok, thấy comment mọi người ạ. Em thấy comment chị Lily này, Hoa Linh này. Đúng rồi nhá chị nhá.
29K shop ở đâu? Sao em ở Hà Nội nhá? Chị Hải Yến Nguyễn nha, đúng rồi. Bao nhiêu một bộ? 29 đồng thôi nha các chị đẹp nha. 29 đồng này rất là đẹp. Còn nhúng nhúng ở vai này và ở eo nữa nhá. Này, điểm nhấn rất là xinh nha các chị nhá. Nó bao gồm cả một áo crop top này với lại một chân váy nha các chị nhá. Có xẻ tà rất là xinh luôn này các chị này. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nha các chị nhá. Cái váy này đợi một chút xíu nữa em sẽ like qua cho các chị nha. Bây giờ em đang bán cái set váy này với giá là 29 đồng cho các chị ạ. À, đúng rồi nha các chị nhá, 29 ngàn màu ạ. À. Ok, màu đây em sẽ sơn lại màu cho mọi người nhá. Có rất là nhiều màu đẹp và đây, màu hồng phấn nhá, hồng phấn đây này các chị này. Em đang mặc là màu hồng đất nha. Màu xanh rêu. Mà cái này là màu gì? Cái này là màu vàng nâu chị nhá. Và kênh đang mặc là màu cam nha. Đây em sẽ kéo phần kênh cho các chị theo dõi dễ hơn này. Đây nhá các chị nhá, đây. Đây rõ chưa nào? Đây hai màu này cũng rất là đẹp nhá các chị nhá. Hai màu hít bên nhá. Giá bao nhiêu? Giá là 29 đồng này các chị comment cho em nhá. 29k đây em đang chơi mini game nha các chị nhá. Em sẽ bán cái set váy này cho các chị với giá là 29 đồng này. Comment nhanh cho em nhá, 29k kèm theo màu sau đó chia sẻ cho em nha các chị nhá. Đúng rồi ạ. 29 đồng màu cam ạ. Comment cho em 29k kèm theo màu các chị nhá. 29k kèm theo màu nha các chị này. Đây, rất là đẹp, bao gồm cả một cái áo và chân váy nha. Cái này chất gì? Cái này là chất cốt tông nha các chị nhá. Chất cốt tông co giãn 4 chiều nha các chị này. Đây. Đây nhá. Rất là thoải mái luôn ạ, mặc rất là mát luôn. Mùa hè sắp tới nha các chị ơi, sắm ngay cho mình nào. Và vào chơi mini game với em nhá để mình được mua cái set váy này với giá là 29k nhá. Comment nào 29k kèm theo màu cho em nha các chị nhá. Đúng rồi chị ơi, 29 cái đồng đây ạ. Bán set này bao nhiêu? Em bán 29k thôi nhá. Chị Phương Dương Thị ơi, chị đặt bóng ebook à? Chị comment ngay trên livestream cho em nhá. Ebook nhiều khi không trả lời kịp đâu ạ. Nên chị thông cảm ạ. Em thấy chị gượng cười mà. Hà Thành này ok nhá, 29k hồng đất này. Ok, xanh rêu 60kg bon chen được không chị ơi? 60kg nếu mà người chị gọn là chị bon chen hoàn toàn thoải mái luôn nhá chị nhá. Đúng rồi các chị này, 29k kèm theo màu cho em nhá. 29k màu vàng ok nhá. Đây có màu vàng cho các chị luôn. Đây. Màu vàng nhá, màu này mặc cũng rất là tôn da nha các chị nhá. Đây. Nói chung là những cái màu em về á, về hàng toàn là những màu đẹp thôi nhá. Bao nhiêu vậy em? 29 đồng thôi ạ. 29k nhá các chị nhá. Và những chị nào ở livestream trước thì chưa được thì trong livestream này vào đây hết với em nhá. 29k nhá các chị nhá. Đúng rồi, comment cho em này. Các chị chỉ cần comment nhá, 29k kèm theo màu cho em thôi ạ. Đúng rồi nhá, em đang mặc là màu hồng đất nhá. Có màu hồng phấn nhá, có màu hồng phấn nhá chị nhá. Đây, màu hồng phấn của các chị đây. Đây, tiện thể em sẽ show lại màu cho những chị nào mới vào đây này. Đây nhá, kênh đang mặc là màu gì? Kênh đang mặc là màu cam chị nhá. Em đang mặc là màu hồng đất này. Đây, có nhúng ở vai rất là dễ thương nhá. Và đây là màu xanh rêu, đây là màu vàng nâu. Và đây là màu hồng phấn nhá. Ok, giá bao nhiêu? Giá là 29k nha các chị ơi. Comment cho em này, 29k kèm theo màu và chia sẻ cho em nhé các chị nhá. À, 29k cam ok, em thấy comment của tất cả các chị này, Hà Em này, Trần Ngọc My này ok nhá, 29k đấy ạ. Các chị nhớ nhá, comment đầy đủ theo cú pháp này, 29k kèm theo màu cho em nhá. Và kèm theo đấy là chia sẻ cho nha các chị nhá. 29k nha, em chỉ bán với giá 29 đồng thôi ạ. Đây đúng rồi chị nhá, nó bao gồm cả một áo crop top và chân váy nha các chị nhá. Cái này là set rời nha các chị nhá. Mình có thể kết hợp được với nhiều kiểu nhá. Chân váy hay là áo, áo có thể kết hợp với quần jean này, chân váy chẳng hạn. Còn chân váy này mình có thể kết hợp với áo hai dây cũng rất là đẹp nha các chị nhá. Có xẻ tà này, đây, xẻ tà của các chị đây nhá. Giá bao nhiêu? Giá là 29k thôi nha các chị nhá. Ok, đã chia sẻ rồi ạ. Minh Trang này, ok nhá. Hoa Mai thì comment của các chị này, 29k kèm theo màu cho em nha các chị nhá. Đúng rồi nhá, kênh đang mặc là màu gì? Kênh đang mặc là màu cam nhá. Em đang mặc là màu hồng, là màu hồng đất nhá các chị nhá. Em sẽ show lại màu cho chị mới vào này, đây này. Có rất là nhiều màu cho chị lựa chọn, các chị lựa chọn thoải mái luôn. Thích màu gì em sẽ chiều màu đấy nhá. Comment ngay 29k kèm theo màu cho em này. Đây là màu gì à? Đây là màu xanh rêu nhá chị nhá. Đây, đây nhá. Cái này chất cốt tông co giãn nhá, mặc rất là mát nha các chị nhá. Đây, có bữa, hôm bữa là các chị hỏi là có cổ tròn không thì hôm nay nhà em về cổ tròn cho các chị ơi nhá. Đây, hôm trước là cổ tin nhá chị nhá. Đây là màu xanh rêu này, có nhúng mở vai rất là đẹp nhá.
Đây là màu vàng nâu này, rất là đẹp luôn. Tất cả các màu đều đẹp hết nhá, không chừa màu nào luôn các chị ạ. Đây là màu hồng phấn nhá, em đang mặc là màu hồng đất và kem đang mặc là màu cam nha, các chị thoải mái lựa chọn luôn. Em lấy màu chị mặc thì chị comment cho em là 29k kèm theo màu cho em đi ạ. 29k kèm theo màu nhá, và kèm theo đó là các chị chia sẻ cho em nha các chị nha. Chia sẻ vào trong các nhóm cho em với nhá. Xếp kem đang mặc mình lấy nhé màu cam đây chị nhá. Ok này, mình lấy nhé thì comment ngay 29k kèm theo màu nhá các chị nhá. Đúng rồi nhá, có thật không? Thật chứ, đảm bảo thật 100% luôn. Ok này, các chị ơi comment cho em là 29k kèm theo màu nhá. Hôm nay em sẽ bán cái set váy này giá 29 đồng cho các chị ấy nha. Có đen không ạ? Chị ơi hiện tại nhà em hết đen rồi nhá. Nhà em chỉ còn mấy cái màu em vừa sơ cho các chị thôi ạ. Mấy màu đấy mặc rất là đẹp nha các chị nhá. Và đặc biệt là mùa hè nữa, mặc cái set này rất là mát luôn nhá. Các chị yên tâm, 29k lấy màu đang mặc nhé. Chị ơi comment lại cho em là 29k kèm theo màu nào. 29k kèm theo màu, màu đang mặc là màu hồng đất nha các chị nhá. Hồng đất là màu đang mặc đây này. Đúng rồi ạ. 29k kèm theo màu cho em, sẽ sâu lại màu cho chị nào mà mới vào chưa thấy thì bây giờ thấy nhá. Em đang mặc là màu hồng đất, kênh đang mặc là màu cam. Đây là màu xanh rêu nha các chị nhá. Màu vàng nâu. Và đây là màu hồng phấn nhá, hồng phấn rất là xinh luôn này. Xíu nữa em sẽ đi thay màu hồng phấn cho các chị ngắm nhá. Rất là đẹp luôn, 29k comment mạnh nào. 29k kèm theo màu cho em nhá các chị nhá. Và chia sẻ cho em với ạ. Đây, và bên cạnh đấy nhà em bán cái set này 29k. Nhà em sẽ tặng thêm cho các chị một cái thỏi kem nền nhá. Kem nền BB stick nha các chị nhá. Đây, BB stick đây nhá. Đây này các chị thấy chưa này? Đây. Cái này có tác dụng chống nắng nha các chị nhá. Có tác dụng chống nắng này, yên tâm nha các chị nhá. 29k này các chị chỉ cần comment 29k kèm theo màu cho em nhá. Đúng rồi ạ, 29k nhá, không hơn không kém đâu, không bán 30 chỉ bán 29 thôi. Đây cái này có xẻ tà rất là xinh nha. Ok này, 29k màu hồng tặng Tăng Thị Tú Hương này. Ok, hạnh phúc tháng qua. Em thấy comment của các chị rồi này. Em những ai comment là em thấy hết ý, em thấy hết tất cả mọi người comment nhá. Em không, chẳng qua không check kịp được thôi. Hồng phấn 29k đúng rồi nhá. Comment đầy đủ theo cú pháp là 29k kèm theo màu cho em này. Rất là đẹp nhá, em đang mặc là màu hồng phấn nha các chị nhá. Rất là xinh luôn ạ. Đây, có nhúng nè và trễ vai. Chị không thích mặc trễ vai các chị có thể mặc bình thường như này nhá. Đây, như em thích sexy thì em cho trễ vai xuống một xíu nha. Đây, có chị em này thích em này không nhở? Comment ngay kẻo chế nha các chị nhá. 29k kèm theo màu cho em này. Em đang mặc là màu gì? Chị ơi em đang mặc là màu hồng đất nhá. Em thấy chip bông này. Em thấy chip bông nha, em thấy tất cả mọi người mà. 29k nha các chị nhá. Comment ngay 29k kèm theo màu cho em nhá. Cái đang mặc là màu gì? Màu cái đang mặc là màu cam nhá. Rất là xinh luôn nha các chị nhá. Màu cam này. Cái này là chất gì hả chị ơi? Cái này là chất cốt tông co giãn nhá. Co giãn 4 chiều nha các chị nhá. Thoải mái luôn ạ. Cái này thì tầm 55-56kg quay đầu là mặc đẹp nha các chị nhá. Và các chị tầm 60kg thì 1m7 nhá. Tầm 1m65 hoặc là 1m7 là các chị có thể mặc ok nhá. Đúng rồi ạ, 29k hồng phấn ok. Gái họ Nguyễn này, Phạm Nguyễn Thanh Xuân này. Em thấy comment mọi người rồi nhá. Chị Phương Thảo Phạm ơi, em thấy chị mà. Em thấy tất cả các chị nhá. Các chị comment em thấy hết ý. Chẳng qua là em không thể nào mà trả lời kịp luôn nên các chị thông cảm nhá. Đúng rồi chị ơi, em sẽ bán cái set này với giá là 29.000 đồng nha các chị nhá. Đây, nó bao gồm cả một cái áo và chân váy nhá. Cái này mình có thể kết hợp được rất là nhiều cái kiểu khác nhá. Áo mình có thể mặc với quần jean chẳng hạn, hay là mình có thể kết hợp với một cái chân váy chẳng hạn. Còn cái chân váy này mình có thể mặc với áo hai dây hay là áo thun cũng ok nhá. Đúng rồi ạ, em thấy comment của Phương Hứa nhá. Trần Xuyến này ok này. Nguyễn Tuyết này. Chị không thấy em à, em thấy Xuân Trang mà. Em thấy mọi người nhá, em sẽ sâu lại màu cho các chị xem nhá. 29 đồng thôi nha các chị nhá. Đây, comment cho em 29k kèm theo màu nha các chị nhá. Và sẽ chia sẻ cho em với nhá. Có rất là nhiều màu nhá. Mấy màu này mặc đều tôn da nha các chị nhá. Cái này là chất gì? Cái này chất cốt tông nhá chị nhá. Chất cốt tông đảm bảo mặc mát cho các chị luôn. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nha chị nhá. Đúng rồi ạ, màu hồng đất nhá. Kem đang mặc là màu gì? Kem đang mặc là màu cam nha chị nhá. Ok chị nhá, từ từ em sẽ đổi mẫu này. Đây nhá, đây là màu xanh rêu, đây là màu vàng, đây là màu hồng phấn. Các chị thích màu nào chỉ với comment 29k kèm theo màu nhá. Và các chị ơi, đây này, cho em một phút nhá, cho em một phút để em tìm ra người thứ nhất nha các chị nhá. Bây giờ em đang chơi mini game nhé, không bán giá khác đâu ạ, em chỉ bán giá 29k thôi nhá. Bây giờ em đang chơi mini game cho các chị này.
đúng rồi nhá, có màu khác nhá, chị Trang Tròn Nguyễn nhá, có màu khác ạ. Siêu bưu điện về Quảng Ngãi bao nhiêu? Về Quảng Ngãi là 30 nhá chị nhá. Em thấy cung mình của chị Cung Quỳnh này. Thấy thì ok ok chị Minh Huệ, em thấy chị mà. Thảo Lê này ok nhá. Chị ơi em đây chị Tiên ơi. 20k ok Trang Tròn này. Em cá chị ơi thì comment ngay là 29k kèm theo màu cho em nhá. Đây rất là đẹp luôn, để đưa thì em đang check lại hệ thống để em công bố cho các chị nhá. Em sẽ bán cho rất là nhiều chị luôn ạ. Nên là các chị yên tâm, các chị comment cho em là 29k kèm theo màu nhá. Đúng rồi, cái này rất là xinh nha các chị nhá. Có trễ vai này, cái chị nào không thích trễ vai, không thích sexy thì các chị có thể bỏ lên như này nhá. Đây, em thích sexy em cho trễ vai luôn. Cái này là nhúng nha các chị nhá, nhúng rất là xinh này. Bao gồm cái này set rời nha chị nhá, không phải set liền đâu, set rời nha. Cái này chất gì? Chất cốt tông thun co giãn 4 chiều nhá. Ok, anh Hồng này, mỹ phẩm này 29k, ok Hà Khun Vũ luôn. Em thấy chị Thu Hương mà. Sương Ha Hương à, ok em chốt đơn rồi. Đây nhá các chị nhá. 29k này. Chị em xin thêm 30 giây nha các chị nhá. 30 giây để em công bố người thứ nhất cho các chị nhá. Các chị yên tâm nhá, 30 giây nữa thôi ạ. Chỉ 30 giây nữa thôi nha các chị nhá. Đúng rồi chị ơi, 29 đồng đấy ạ. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nhá chị nhá. Cái em đang mặc là màu cam này, em sẽ giới thiệu lại màu nhá. Không các chị cứ hỏi màu nhỉ. Các chị quên mất rồi hả? Đây, em sẽ giới thiệu cho những chị nào mới vào đây này. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Đây là màu xanh rêu. Ui, đây là màu vàng nâu nha các chị đẹp nhá. Và đây là màu hồng phấn này, màu hồng phấn rất là xinh luôn nha các chị nhá, nhìn rất là yêu luôn này. Và đây là màu cam, cái em mặc là màu cam nha các chị đẹp nhá. Đúng rồi nhá, 29k ok. Huệ Mèo này, em thấy hàng ruby mà. Em thấy Cẩm Tú Ly nhá. Thấy tất cả mọi người, ship Đắk Nông thì bao nhiêu? Ship Đắk Nông thì 30.000 nha chị đẹp nhá. Đắk Nông thì 30 này. Ship ngoài nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nha các chị nhá. Em xinh quá, em cảm ơn Tí Dũng nhá. Mọi người tham gia mini game với em đi nào. Comment cho em là 29k kèm theo màu cho em nhá mọi người nhá. Lên tới 1.500 người này, 1.500 người là em sẽ bắt đầu công bố người thứ nhất cho các chị nhá. Đời em đang tìm đây này, em đang tìm người thứ nhất cho các chị nhá. Em thấy chị Huyền mà. Em thấy chị, em thấy tất cả các chị nha. Nhưng ai mà comment là em thấy hết, em thấy từ A tới Z luôn. Nhưng quan trọng là em không đọc kịp được nhé. Ship thành phố Hồ Chí Minh là 30 nhé chị Minh Huệ nha. 29k màu hồng đất em thấy không? Em thấy mà chị Kim Quyên ơi. Thân Huệ này ok nhá. 29k kèm thơm màu cho em này mọi người ơi. 29k kèm thơm màu cho em nhá. Rất là đẹp nhá. Cây nó mặc màu gì? Cây nó mặc là màu cam nhá các chị nhá. 29k kèm thơm màu cho em này. 29k cho em nhé các chị nhá. Đúng rồi chị ơi, chỉ có giá 29 đồng thôi ạ. 29k màu cam ok. Thư trực tuyến này chỉ có comment đầy đủ theo cú pháp 29k kèm thơ màu, sau đó chia sẻ cho em nhá. Đúng rồi chị ơi, 29k thôi sẽ sâu lại màu nhá. Có rất là nhiều màu và tà màu xinh và tôn da nhé các chị nhá. Màu cam là ok nó mặc nhá. Em nó mặc là màu hồng đất này. Đây là màu xanh rêu. Đây là màu vàng nâu và đây là màu hồng phấn nhá. Các chị đẹp ơi, các chị thích màu nào chỉ việc comment đầy đủ cho em thay cú pháp này. 29k kèm theo màu cho nó nhá. Đúng rồi ạ. 29k. 29k nhá các chị nhá. Nguyễn Tuyết này ok nhá. 29k này các chị ơi. Có rất là nhiều màu và toàn những là váy xinh. Váy xinh, rất là nhiều váy xinh nha các chị nhá. Em đang mặc màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nha các chị nhá. Hồng đất hay hồng da cũng được nhá. Mặc rất là mát, cái này là chất cốt tông thun co giãn nha các chị nhá. Co giãn 4 chiều này. Mình có thể mặc đi chơi này, hay mặc đi làm, hay là đi dự tiệc chẳng hạn. Em đang mặc là màu gì? Hồng đất nhá. 60kg mặc được không? 60kg nếu mà chị cao 1m65 trở lên là chị mặc ok đẹp luôn nhá. Đây này, bây giờ thì em sẽ bắt đầu công bố người thứ nhất cho các chị rồi nha. Bao nhiêu chị ơi? 29k thôi ạ. Đây nhá. Ok này, em đã có kết quả của người thứ nhất rồi nhá. Ai có tên Phúc là Gia Bảo nhỉ? Avatar là một em bé rất là dễ thương này. Avatar một em bé rất là dễ thương nhá. Chị nào, anh nào có tên Facebook là Gia Bảo và cho em xin thông tin địa chỉ đầy đủ nhá. Anh hoặc là chị này đã chia sẻ ở trên trang cá nhân Facebook này. Và các chị đã chia sẻ ở trên nhóm nhá. Hệ thống máy tính em đã kiểm tra rồi ạ. Ok, chị nào đã có kết quả chị thứ nhất rồi này. Gia Bảo ơi, nghe thấy em không nhở? Comment nghe cho em xin thông tin địa chỉ đầy đủ nhá. Và bây giờ em sẽ bắt đầu mở bán lần thứ hai cho các chị tiếp tục nhá. Các chị thích cái váy này, thích màu gì em sẽ bán này. Chỉ cần comment là 29k kèm theo màu cho này. Đã tìm ra người thứ nhất rồi nha các chị nhá. Và cái người thứ nhất mua được cái set váy này với giá là
29k và em sẽ tặng kèm cho chị đấy hoặc là anh đấy một cái thỏi kem này nhá. Đây thỏi kem BB stick này. Đây nhá, cái này thỏi kem nền nha các chị nhá. Nó có tác dụng chống nắng nữa ạ. Đây rất là xinh nha các chị nhá, còn nguyên hộp luôn. Đây. Đây nha các chị nhá. Ok chưa nào? BB stick đây này. Rất là xinh luôn ạ. Ok nhá, bây giờ thì em sẽ bắt đầu mở bán thứ hai này. Các chị comment cho em 29k kèm thêm màu nha các chị nhá. Đúng rồi nha các chị nhá. Đây, set váy này rất là xinh nhá. Rất là xinh nhá. Đây. Ok này, em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Bao nhiêu váy này bán bao nhiêu? Em bán là 29.000 nhá chị Hà Cúc nhá. Ok Phúc Hà này, comment mọi người ạ. Mọi người ơi, em sẽ có ưu đãi nho nhỏ nhá, nên là mọi người những ai mà chia sẻ trước rồi á thì bây giờ thì em vẫn tính được chia sẻ trước cho các chị nhá. Nên các chị comment cho em là 29k kèm thêm màu và chia sẻ tiếp tục nào. Em sẽ tính được chia sẻ trước nên các chị yên tâm nhá. 29k, ok, bung xuôi, Ngọc Ánh. Ở đâu ạ? Em ở Hà Nội nhá chị nhá. Ở ngõ 208 Trần Cung, Hà Nội nhá. Đúng rồi, 29k. Đây, có xẻ tà rất là xinh nha các chị nhá. Cái này mình có thể mặc đi làm, đi chơi hay là đi dự tiệc, mặc đám cưới được nhá chị nhá. Mặc đi dạy cô giáo, mặc đi dạy cũng được luôn. Cô giáo mặc đi dạy mình cho lên như này này. Nhìn rất là đẹp nha các chị nhá. Không thiếu phần sang trọng đâu ạ. Nhà em không có màu đen, hết màu đen rồi nhá chị nhá. Hiện tại là hết màu đen rồi ạ. Đây nhá. Bây giờ em đang bắt đầu mở bán lần thứ hai cho các chị này. Em sẽ show lại màu cho chị nào mới vào nhá. Đây các chị ơi, 29k này. Comment cho em là 29k kèm theo màu nhá. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng vàng đất nhá chị nhá. Màu hồng đất này. Mình chia sẻ rồi, ok này, em đã ghi nhận rồi nhá. Chia sẻ này các chị ơi, comment cho em 29k kèm theo màu. Em đang mở bán lần thứ hai cho các chị nhá. Em sẽ tính luôn cái lượt chia sẻ của cái lần thứ nhất cho các chị. Các chị yên tâm nhá, không thiệt cho các chị đâu ạ. 29k kèm theo màu cho em này. Em đang mặc là màu hồng đất, canh đang mặc là màu cam nhá, màu cam. Đây là màu xanh rêu nhá các chị đẹp nhá. Em sẽ từ em sẽ đi thay từng màu cho các chị này. Màu xanh rêu nhá. Có nhúng ở vai này các chị đẹp ơi, nhúng ở vai nhá. Đây, rất là xinh luôn. Ai thích mặc trễ này thì để trễ này nhá. Mà không thích các chị có thể để lại bình thường nhá. Em là em thích sexy nên cho trễ xuống một chút xíu nhìn cho nó đẹp ạ. Đấy, và màu nâu, vàng nâu này. Và màu hồng phấn nhá. Ok này. Các chị ơi, rất là đẹp đúng không nào? Lên tới 2.000 người rồi em sẽ ra bốc này. Lên tới 2.000 người em sẽ bắt đầu công bố người thứ hai cho các chị nha. Ok chưa? Lên tới 2.000 người các chị ơi, comment ngay nào. 29k kèm thêm màu và chia sẻ ạ. Đúng rồi nhá chị nhá. Ý như em thấy comment của chị rồi ạ. Em thấy Ngọc Ruby mà. Em cũng chia sẻ rồi, ok Dũng Bin nhá, chia sẻ rồi ạ. Nhung Kiêu này 29k màu vàng nâu. Đây có màu vàng nâu của chị đẹp đấy ạ. Chị nào mua màu này em sẽ cái show màu đấy cho các chị nhá. Vàng nâu có luôn, vàng nâu đấy nhá. Các chị ơi, lên tới 2.000 người em sẽ bắt đầu mở bán lần thứ hai cho các chị nhá. Nhưng các chị ơi, comment nhanh nào, 29k kèm thêm màu và chia sẻ cho em nhá. Rất là xinh nhá, em đang mặc là màu gì? Màu hồng đất nhá chị nhá. Cái này bao nhiêu kg cho đồ mặc vừa chị ơi? Cái này tầm 55-56kg mà mặc đẹp nhá chị đẹp ơi. Đúng rồi ạ, cho chị bộ xanh rêu ơi thì chị comment cho em là 29k kèm thêm màu và chia sẻ nhá. Em thấy Yến con bố vụ này, màu hồng đất chia sẻ rồi. Ok Phạm Đề comment cho em là 29k kèm theo màu nhá. Ok Yến con bố vụ này, em thấy comment của mọi người rồi nhá. Rất là xinh đúng không nào? Đây, cái này co giãn 4 chiều nha mọi người. Yên tâm co giãn 4 chiều này, mặc rất là thoải mái nhá. Cái này chất cốt tông thun nhá các chị nhá. Yên tâm mặc rất là xinh luôn. Nhà em ở nhà em có màu đen không? Chị ơi hiện tại nhà em đến hết màu đen rồi nhá. Đúng rồi ạ, 29.000 đồng thôi nha các chị nhá. Comment nhanh kẻo lớn này, 29k kèm theo màu cho em nhá. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Các chị ơi, chia sẻ cho em lên tới 2.000 người là em sẽ bắt đầu mở bán lần thứ hai cho các chị nhá. Em sẽ công bố luôn. Anh Hồng Mỹ Phẩm ok nhá, 29k kèm theo màu cho em này. Em đang mặc là màu hồng đất nhá, kênh đang mặc là màu cam này. Cũng rất là xinh nha các chị nhá. Mặc đều là rất là tôn da luôn ạ, mặc rất là mát luôn. Mùa hè có một bộ này có quả còn gì bằng đâu. Ship Hà Nội bao nhiêu? Nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tất cả các tỉnh khác là 30.000 nhá. Pư xé lý nhá. 1,5 m mặc dài không ạ? Chị ơi 1,5 m mặc không dài nữa. Nó chỉ qua đầu gối một chút xíu thôi ạ. Qua đầu gối một chút xíu, không hề dài đâu nhá. Hai mươi chín cao nhất ok. Phố Hương này em thấy chị Hân Thịnh nhá, thấy tất cả mọi người nhá.
À, chị Bồng Miên đây, em đang chơi mini game cho các chị nhá. Nên các chị con mình nghe này, 29K kèm thơm màu nhá. Bây giờ có những chị mới vào đúng không nào, em sẽ show lại màu nhá. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu hồng đất nha chị nhá. Có màu hồng phấn này, các chị ơi, có hai màu hồng nhá, nên các chị đừng nhầm lẫn nhá. Hồng đất và hồng phấn nha, hai màu đều xinh và baby hết nhá. À, có màu nước cam nha các chị nhá, màu cam, màu kem đang mặc đây này. Cam kem đang mặc nhá, cái này set rời nhá chị nhá. Màu xanh rêu và màu vàng nâu này nhá. Ok, hồng đất xanh rêu, comment lại cho em là 29K cái nó màu nhá. 29K thôi ạ. Thúy Nga ok chị này. Kèm thêm màu cho em nhá. Ok này các chị ơi, cho em một phút để em bắt đầu tìm ra người thứ hai cho các chị nhá. Ok này, 29 đồng hơn nha các chị nhá, 29 ngang kèm thêm màu cho em này. 29K kèm thêm màu cho em nha các chị nhá. Giá bao nhiêu bộ em sẽ bán với giá 29K nhá. Bây giờ em đang chơi mini game, trong cái thời điểm này em đang chơi mini game cho các chị nhá. Em thấy chị Tú Nguyễn nhá, thấy tất cả mọi người nhá. Cái này có nhúng ở vai rất là xinh nha các chị nhá. Giá bao nhiêu? 29K thôi ạ. Em đang mặc là bộ hồng đất nhá. Cái set váy này thì 55-56kg quay đầu là mặc đẹp nha các chị nhá. Ok chị ơi, lại tụt người các chị ơi. Cho em một phút để em tìm ra người thứ hai nhá. Bây giờ này, ok em sẽ công bố luôn cho các chị này. Chị có Facebook là Linh Lê nhá, chị có Facebook là Linh Lê này, avatar là 245 cô gái nhá. Avatar là 5 cô gái đây này. Đây chị vào trang xin thông tin địa chỉ đầy đủ nhá, chị đã chia sẻ trên trang cá nhân Facebook và ngoài ra chị cũng đã chia sẻ trên các nhóm nhá. Và chị Linh Lê ơi, chị vào chị Linh Lê và trang xin thông tin địa chỉ đầy đủ nhá chị nhá. Ok này, thông tin địa chỉ đầy đủ nhá. Và chị mua được một cái set váy với giá là 49K. Và ngoài ra các chị còn sẽ được bên tặng thêm cái thỏi kem BB stick này nha các chị nhá. Đúng rồi ạ, cái này có tác dụng là chống nắng đấy nha các chị nhá. Ngoài tác dụng là kem nền này, có tác dụng là chống nắng rất là xinh nha các chị nhá, rất là đẹp luôn. Ok này, nguyên mắc nguyên hộp nha các chị nhá. Các chị muốn chơi mini game thứ ba không ạ? Các chị có muốn chơi mini game thứ ba không thì comment ngay cho em nhá. Lên tới 2.600 người là em sẽ bắt đầu mở bán thứ ba cho các chị nha các chị nha. Chia sẻ nào, comment 29K kèm thơm màu nhá. Lên tới 2.600 là em sẽ bắt đầu mở bán cho các chị nha. Ok này các chị ơi, trong cái thời gian lên tới 2.600 thì em sẽ quay ra bán hàng một chút xíu nha các chị nhá. Trong thời gian tới 2.600 sẽ quay ra bán hàng này các chị này. Ok này các chị, dùng comment 29K và thay vì đó các chị chia sẻ nhá. Cái xe nó mặc có giá bao nhiêu? Xe nó mặc thì có giá là bao nhiêu chị ơi? Có giá là 160 nhá chị nhá. Mã là B14 này. Chị đặt nào mua hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. B14 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ này. Cái này chất cốt tông co giãn nha các chị nhá. Co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái, có nhúng bờ vai rất là xinh nha các chị nhá. Giá bao nhiêu? Giá là 160.000 ạ. Hôm nay chiều nay em sẽ chiên cho các chị chỉ còn giá là 160 thôi nhá. Ngày mai không có giá này. Chị ơi chất liệu gì? Cái này là chất liệu cốt tông nhá chị nhá. Cốt tông thun co giãn ạ. Co giãn 4 chiều luôn nhá chị nhá. Ok này mọi người này. Comment ngay là B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá các chị nhá. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nha các chị nhá. Ship Nghệ An bao nhiêu? Ship Nghệ An là 30 nhá chị đẹp nhá. Ship Nghệ An là 30.000 này. Comment ngay nhá. Chị muốn đặt hàng thì comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Em thấy chị Linh Thùy nhá, bộ em đang mặc có giá là 160.000 thôi ạ. 60kg mặc vừa không chị Thu Nguyễn ơi. 60kg thì chị tầm 1m65 trở lên là chị mặc được nhá, thoải mái nhá chị nhá. Bao nhiêu? 160.000 thôi ạ, mã là B14 nhá. Các chị ơi, mã là B114 này, để đặt hàng các chị comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Ok từ từ nhá. Hiền Lê 46 kiếm 153 mặc đẹp nhá chị nhá. Em thấy Song Ngư này. Ngọc Trân ơi, ok em chốt đơn của chị Ngọc Trân rồi nhá. Đây, đây đằng sau nhá các chị nhá. Em sẽ quay sau này. Đây chính là đằng sau nhá các chị đẹp nhá. Đằng sau đây nhá các chị thấy chưa nào? Có sẻ tà nhá chị nhá, có sẻ tà luôn. 1m56-51kg mặc vừa nhá chị Huyền nhá. Cái này là chất cốt tông thun co giãn nha các chị nhá. Mặc rất là mát luôn ạ. Co giãn 4 chiều các chị yên tâm nhá. 62kg vừa không em? Chị ơi 62kg nếu mà chị cao 1m7 là chị vừa nhá.
Đây, rất là xinh nhá. Cái này chất cốt tông co giãn 4 chiều, các chị yên tâm này. Chè đặt hàng với lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá các chị nhá. Mã là B114, giá là 160.000 ạ. Phí ship bao nhiêu? Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nha. Chị ở đâu? Chị ơi, em ở Hà Nội nhá chị nhá. Ở nội thành Hà Nội ship bao nhiêu? Nội thành thì em chỉ ship là 20.000 thôi ạ. Em thấy Trần Bảo Trang này. Các chị ơi, hôm nay sẽ bán với giá là 160.000 thôi nhá. Số lượng có hạn này, Nga Phan này. Ok, em chốt đơn của chị rồi nhá. Linh Mi, Linh Mili này, ok này chị này, em sẽ chốt đơn cho tất cả các chị nhá. Nhà em thì màu đen thì giờ đã hết hàng nhá, nên là nhà em hôm nay sẽ không sơ màu đen cho các chị, không bán màu đen cho các chị nhá. Bế hết hàng rồi, còn mình màu đen sẽ bán cho các chị nhá. Đây màu cam kem đang mặc nhá, em đang mặc là màu hồng đất. Có hai màu hồng nhá các chị nhá, hồng đất và hồng phấn này các chị này. Hồng đất và hồng phấn các chị lưu ý nhá. Đây là màu nâu này, vàng nâu nha các chị nhá. Và đây là màu xanh rêu nhá. Ok Huyền Hà này, bọt biển này, em thấy vợ thằng Minh này ok nhá. Được xem hàng trước khi nhận các chị yên tâm nhá. Đấy là quyền lợi của cái hàng mà được xem hàng trước khi nhận nha các chị nhá. Comment ngay chị mua hàng, vui lòng comment đầy đủ xem theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ xem nha. Chàng này xinh ấy. Cười hơn một viên đấy. Được xếp hàng trước khi nhận chị nhá. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30. Hà Thành ok em chốt đơn của chị luôn nhá. Mã là B114 này. Có nhúng ở vai rất là xinh các chị nhá. Nhanh tay sở hữu cho mình một set đi nào. Cái này là set rời nhá chị nhá, bao gồm cả áo và chân váy chị nhá. Chân váy này, chân váy có xẻ tài nhá chị nhá. Đúng rồi ạ. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Cái đang mặc là màu gì? Là màu cam nhá. Chị đặt nào muốn mua cái sách cây mặc thì cũng là xem mặc thôi. Đây là màu cam. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Mã là B114 ạ. Thanh Nguyễn ơi, cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá Thanh Nguyễn nhá. Hiền Lê này ok nhá. Hiền Lê chị mua cái mã B114 đúng không ạ? Chị comment cho em là B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ, bổ sung cho em xin thêm mã và màu nhá chị Hiền Lê nhá. Ship bao nhiêu chị ơi? Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nha. Có nhúng ở vai rất là xinh nha các chị nhá. Nhúng ở vai này mặc rất là đẹp luôn. Mình có thể mặc đi làm, đi chơi hay là đi dự tiệc, những cái party nhỏ nhỏ cũng được nhá. Thúy Mun này ok em chốt đơn của chị rồi này. Chị Nguyễn Bình ơi, cho em xin thêm địa chỉ nhá. Cherry Năng Nguyễn ơi, chị mua mẫu nào mà chị comment cho em số điện thoại nhở. Chị comment lại cho em là B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ cho nhá. Mộc Miên này ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Xe này bao nhiêu? 160.000 ạ. Cái này chất gì? Cái này là chất cốt tông thun co giãn nha các chị nhá. Co giãn này, mặc rất là thoải mái luôn. Đây là màu xanh rêu, em sẽ sâu lại màu cho các chị nhá. Màu xanh rêu này, màu vàng này, vàng nâu nha các chị đẹp nhá. Rất là xinh luôn, mặc rất là tôn da luôn nhá. Mặc rất là sáng da, màu hồng phấn nhá. Có hai màu hồng, hồng phấn và hồng đất nhá. Em đang mặc là màu hồng đất nha chị nhá. Màu cam thế này. Mã là B114 nhá. Váy chị mặc bao nhiêu? Là 160.000 nhá chị nhá. Thị Thanh Nguyễn ơi. Ok này chị ơi, cho em comment lại cho em là B114 kèm theo màu nữa nhá chị Thanh Nguyễn nhá. Có size không? Quý này free size 55-56kg, quay đầu mặc đẹp nhá. Hồng đất bao nhiêu vậy chị? 160 nhá chị nhá. Free size này 65kg mặc vừa không em? Chị ơi 65kg này em sẽ bị em sợ là sẽ bị chật ở chỗ nách nhá chị nhá. Chị yêu cho em màu cam, chi vi yêu anh ơi. Cho em màu cam thì comment ngay cho em nhá. B114 cam, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Comment chỉ có comment đầy đủ thế thôi, tầm 4 hoặc là 5 ngày sẽ có hàng về tận giường cho mình luôn ấy. 52kg mà mặc đẹp nhá, hàng mưa xa ơi, ok luôn. Đinh Nguyễn ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Các chị ơi, nhanh tay nào, mình có thể sắm ngay cho mình tầm 3-4 bộ thay đổi đi nào. 3-4 màu thay đổi mặc như nào các chị ơi, số lượng có hạn nhá, hôm nay sẽ bán giá là 160.000 mà ngày mai thì không có giá 160 nhá các chị nhá. Hòa Mi này ok em chốt đơn này này. Thành phố Phan Thiết thì sẽ ship là 30 nhá chị nhá. Giá bao nhiêu? Giá là 160 nhá các chị nhá. 160 này, comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Em đang mặc là màu gì? Hồng đất nhá chị đẹp nhá. Anh Công này ok. Bao nhiêu chị ơi? Giá là 160.000 ạ. Có xẻ tài nhá chị nhá. 40kg mặc ok luôn nhá chị đẹp nhá. 43 ok vừa luôn ạ. Nguyễn Huệ này em chốt đơn của chị rồi nhá. Các chị ơi, chị mặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp này, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Cái cú pháp em đã ghi ở bên dưới comment rồi nhá, nên các chị đọc cho em nhá.
buồn một chút thôi này. Ok nhé, em chốt đơn của chị rồi ạ. Váy này có màu đen. Chị ơi màu đen thì hết hàng rồi nhá chị nhá. Màu đen thì tại bên hết hàng rồi này. Hòa mi này ok nhá. Để đặt hàng các chị comment đầy đủ cho em theo cú pháp mã màu, số điện thoại và địa chỉ nha các chị nhá. Mã màu, số điện thoại và địa chỉ cho em này. Giá như thế nào, giá cả sao ạ chị ơi? Giá cả là 160.000 một set này thôi ạ. Ngày mai không có giá này đâu, chỉ trong chiều nay và trong livestream này em sẽ bán với giá là 160.000 thôi ạ. Các chị ơi, chị nào mua hàng cứ làm comment đầy đủ cho em nhé. Mã là B14 của em nha các chị nhá, B14 này. Các chị nào mà không thích trễ vai mình có thể cho vai lên này nhá. Đây, không thích trễ vai có cho vai lên ok luôn nhá chị nhá. Ngọc Bích này ok, em chốt đơn của chị rồi. Chị nào mà thích sexy như em thì các chị có thể kéo vai xuống này này. Vũ Cảnh ơi, cho một cái bạn ơi mặc, anh comment lại giúp em nhá. Một cái nào ở trong một livestream mặc rất là nhiều mẫu này, vui lòng comment lại cho em này. B114 kèm theo hồng đất, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho nhá Vũ Cảnh nhá. Chị Hương Nguyễn ơi, em chốt cho chị rồi nhá. Hoài Thương này, em chốt đơn rồi đấy. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 các chị nhá. Em sẽ sâu lại màu cho các chị lựa chọn dễ dàng nhá. Có tất cả là tổng cộng là 5 màu cho các chị đẹp lựa chọn ạ. Lâm Nguyễn này, ok, em chốt đơn của chị Lâm Nguyễn ơi, 29k chị ơi. Bây giờ em sẽ bán hàng, em quay ra bán hàng rồi nhá chị nhá. 29k là hết mini game này. Ok, hạt mưa xa này, em chốt đơn của chị rồi nhá. Ok, hạt mưa xa nhá. Nguyễn Ánh ơi, nếu mà comment đầy đủ em chốt đơn của chị rồi nhá. Chất liệu gì? Chị ơi, cái này là chất cốt tông co giãn nha chị nhá. Co giãn 4 chiều này, này. Rất là xinh luôn. Cái này là set rồi nha các chị nhá. Mình có thể kết hợp được với nhiều kiểu khác. Nhiều kiểu nha chị nhá. Không nhất thiết là phải nguyên set này nhá. Em thấy chị Đỗ Tuyến mà em chốt đơn cho chị Huệ Hương Trần rồi nhá. Cho em B114 màu hồng đất. Nga Đặng ơi, chị comment ngay này. B114 hồng đất, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Huyền Trang Nguyễn này, ok em chốt đơn của chị nhá. Đối với chiều cao cân nặng của chị mặc rất là xinh rồi nhá. Nhiên Neri này chốt đơn rồi nhá, 160 thôi nhá chị đẹp ơi. 45-75kg mà không mặc được nhá, cứng tuyết thôi. Bao nhiêu tiền ấy, 160 tiền nhá chị đẹp nhá. Có mấy màu, em sẽ sâu lại màu cho các chị nhá. Bảo Anh ơi, nếu mà comment đầy đủ theo cú pháp mã màu, số điện thoại, địa chỉ rồi thì bên em chốt đơn rồi nhá. Có 5 màu nhá chị nhá. Váy con trai nếu mà thích thì con trai có thể mặc được nhá. Bạn ơi xinh thế, em cảm ơn chị nhá, và cảm ơn anh này. Xinh là do cái đồ nó tô mình lên nhá, nên các chị ơi sắm ngay cho mình một set đi nào. Em đang mặc là màu hồng đất nhá, các em đang mặc là màu cam. Đây là màu xanh rêu, đây là màu vàng nâu và đây là màu hồng phấn nhá các chị nhá. Chị đẹp nào thích cái màu nào chỉ với comment đầy đủ này. B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Phan Hiền này, ok em chốt đơn của chị nhá. Có màu đen không chị ơi? Có màu đen nhưng mà hiện tại em hết hàng rồi nhá. À, 1m45-65kg mà vừa. Anh Duy Mạnh ơi, nếu mà đối với chiều cao và cân nặng của bạn gái anh thì em sợ mà không vừa đâu ạ. Mà sẽ bị chật ở chỗ nách nhá, không vừa đâu ạ. Cherry Na Nguyễn ơi, chị comment cho em mỗi số điện thoại thôi ạ. Nếu mà chị comment đầy đủ mã màu, số điện thoại và địa chỉ thì em đã chốt rồi nhá, lượng chốt rồi ạ. Váy bạn đang mặc bao nhiêu? 160 thôi nha các chị nhá, 160.000 thôi nhá. Chỉ có 160 tiền mà mình đã sở hữu được một set này rất là xinh rồi. Bao gồm cả áo crop top và chân váy nha các chị nhá. Xóa hết này, còn hàng nhá chị nhá. Bây giờ muốn là em đang mặc này, còn hàng em mới bán mà, hàng sẵn luôn ý. Comment ngay này, Phạm Thu Hà nhá, ok chốt đơn của chị rồi nhá. Bánh bao nhỏ ơi, do quá nhiều comment em không thể nào mà đọc được kịp, nên là các chị ơi, các chị cứ comment đầy đủ mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Bên em đã có hệ thống tự động chốt đơn nhá, không có chốt đơn của các chị đâu ạ, nên các chị yên tâm nhá. Ngốc Thủy Thủy này ok nhá. Hoa Dương 1m643 mặc đẹp nhá. Ngân Nguyễn ơi, em xin địa chỉ nhá, thiếu mất tiêu địa chỉ rồi ạ. Phạm Thu Hàng chưa đơn của chị rồi nhá. Thanh Tuyến Cao này ok, em chào chị Lê Thu Trang nhá. Giá bao nhiêu chị ơi? Giá là 160.000 một set rồi nhá. Chị nào mua vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp mã màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Ngân Nguyễn này em xin lên địa chỉ nhá. 1m54-50kg mặc được nhá, nhàng lên nhá, mặc ok luôn ạ. Đấy, em ơi bán cho anh bộ váy đang mặc đi. Anh Tuấn Bùi ơi, nếu mà anh mua cái set đang mặc thì comment nghe cho em nhá. B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Váy xinh, chị cũng xinh. Váy xinh là giờ nó tôn người mình lên đấy. Nên là sắm ngay trên một bộ đi nào. Tường Vi Ngô này ok, nhanh chốt đơn của chị rồi.
Chị Minh Thư ơi, chốt nhắn chưa? Chị đã comment đầy đủ chưa nhở? Nếu mà comment đầy đủ là hệ thống em đã tự động chốt đơn cho các chị nhá. Các chị yên tâm nha, không trượt quá ai được đâu. Nhưng các chị vừa lòng comment đầy đủ này, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Bên em sẽ có hệ thống tự động chốt đơn nhá. Và cái nhân viên chốt đơn sẽ chốt tới tận giường và sẽ gọi điện tư vấn cho các chị, ship tận giường cho các chị luôn. Vì lì này, ok luôn nhá. Em chốt đơn của chị rồi nhá. Bao nhiêu tiền chị? 160 thôi ạ. Cao 1m58, 53kg mặc được nhá chị nhá. Duy Khang này, ok chốt đơn của mọi người rồi nhá. Phương Hiền Nguyễn, em chốt đơn của chị rồi nhá. Các chị ơi, các chị cứ đặt hàng đi, bên sẽ có hệ thống nhân viên chăm sóc khách hàng, gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Và chốt đơn cho các chị trước khi gửi hàng nha. Gọi điện chốt đơn thì xong cái chốt đơn đấy sẽ gửi hàng cho các chị, nên các chị yên tâm nhá. Nên các chị mua hàng vui lòng comment đầy đủ nhá. Ship bao nhiêu? Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nha các chị nhá. Váy đang mặc bao nhiêu? Váy em đang mặc là 160.000 nhá. Váy nó mặc là 160.000 này. Ai thích cái váy nó mặc cũng nhớ comment ngay nhá. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Em chốt đơn ở Phạm Xuân Hưng, nếu mà comment đầy đủ em đã chốt đơn rồi nhá. Ship nội thành bao nhiêu là 20.000 nhá. Phạm Hạnh này, ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Thanh Nhu này, ok chốt đơn của chị rồi nhá. Các chị ơi, các chị mua hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp nhá. Mã, màu, số điện thoại, địa chỉ nha. Mã là B114. Có rất là nhiều màu, có 5 màu cho các chị lựa chọn nhá. Em đang mặc là màu hồng đất, cây đang mặc là màu cam. Đây là màu xanh rêu này. Đây là màu vàng nâu này. Và đây là màu hồng phấn nha các chị nhá. Các chị ơi, các chị cứ bảo là chảnh không trả lời, các chị ơi, các chị thông cảm cho em nhá. Bởi vì comment nó cứ nhảy đi nhảy lại rất là nhiều comment nên em không thể nào mà đọc kịp được. Nên các chị thông cảm cho em nhá, đừng em chảnh, tội nghiệp em. Ngọc Diễm Riu, ok chốt đơn của chị rồi nhá. Ngọc vừa nhá chị nhá, mã bao nhiêu? Mã B114 nhá, Trần Thúy Vi, cho em xin lên địa chỉ nhá. Còn mẫu khác nhá chị nhá, em mặc là mã B114 nhá, ok này. Cao nữa mặc được nhá, Hồng Quân nhá, mặc đẹp luôn ạ. Giá bao nhiêu? 160 nhá, chị Ngân Nguyễn cho đơn chị rồi nhá. Bùi Ngọc Anh ơi, nếu mà chị comment đầy đủ ấy, thì bên đã chốt đơn rồi nhá, tự động chốt đơn rồi ạ. Cái này thì 55-56kg quay đầu là mặc đẹp nha các chị nhá. Có cái này các chị thích mặc trễ vai được, mà không thích trễ vai có thể cho vai lên nhá. Hoàng Yến Nguyễn cho em xin thêm địa chỉ nhá. Sao mình không comment được chị ơi? Các chị cứ mua hàng cứ comment đầy đủ B14 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Thêm ít này em chốt đơn của chị rồi nhá. 53kg vừa không chị ơi? 53kg là vừa nhá chị nhá. Đầm em mặc là 160 ạ. Mã B114, đúng rồi nha, Nguyễn Hà nha, mã là B114 nhá. Chị đặt nào mua hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nhá. Em đang mặc là màu hồng đất nha các chị nhá. Chất cốt tông co giãn nhá chị nhá, co giãn 4 chiều luôn này. Thúy Lê ơi, cho chị váy mặc chị comment cho em là B114 hồng đất, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ nhá. Hồng Quân ơi, vợ anh thì cao mét bao nhiêu và nặng bao nhiêu kg để nói em sẽ tư vấn cho luôn này. Minh Thư ơi, em chốt đơn của chị Minh Thư rồi nhá. 56kg vừa nhá chị nhá. Cẩm Bùi, ok em chốt đơn của chị rồi ạ. Chất cốt tông co giãn nhá, 40kg là vừa nhá. Lê Khai cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Hồng đất này các chị này, co giãn 4 chiều nhá. Chất cốt tông co giãn nha các chị nhá. Có xẻ tài rồi, rất là xinh nha các chị nhá. Không thiếu phần sang chảnh và sexy nhá. Chị nào mà thích sexy có thể kéo giống em, mà không thích sexy có thể cho lên nhá. Bùi Ngọc Anh này, ok em chốt đơn, cho em xin em địa chỉ nhá. À số điện thoại nhá chị Bùi Ngọc Anh ơi, thiếu số điện thoại của em rồi ạ. Hồ Thị Hiền này, em chốt đơn của chị rồi nhá. 44kg mặc được nhá, 58 và 158 là mặc được nhá chị nhá. Nguyễn Tâm này, ok em chốt đơn của Nguyễn Tâm rồi nhá. Mã gì ạ chị ơi? Mã là B114. Chị em mà thích cái mã này vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp nhá. Mã, màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. 160.000 ạ. Nguyễn Điệp ơi, ok này, mà mua gì mà trên số điện thoại nhở? Nếu mà mua cái set em mặc thì comment ngay nhá. B114 nhá, B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok, Lê Thang cho đơn chị nhá. Bé Út Moon này, cho em xin thêm địa chỉ nhá. Lương Trung ơi, nếu mà comment đầy đủ theo cú pháp bên dưới thì em đã chốt rồi nhá. 160.000 ạ. Còn kiểu cổ tim không chị ơi? Còn kiểu cổ tim nhá. Kiểu cổ tim mã là B102 này. Chị nào mà thích kiểu cổ tim nữa thì comment nghe là B102 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. 50, 1m65. Vừa nhá Minh Thư nhá, mặc thấy rất là xinh luôn. Đối với chiều cao và cân nặng của Minh Thư là rất là chuẩn rồi nhá.
Em đẹp tóc hơn, nếu mà comment đầy đủ là đã chốt rồi nhá. Huyền này, vừa nhá Huyền nhá, vừa hoàn toàn luôn ạ. Cái này là co giãn mà. Ngân Trinh ơi, view điện Ubi chị ơi. Uông Bí à, chị Ngân Trinh, chị comment lại cho em này. B144 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Nguyễn Hà ơi, cho em xin em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hoa Dương ơi, Hoa Dương comment ngay cho em, nếu mà mua B102 comment ngay B102 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ nhá. Linh Phạm này comment lại cho em là mã nhá, B14 kèm theo màu nhá. Em cảm ơn chị Ly Đồng nhá. Mét 6 50kg mặc vừa nhá chị Thủy Nguyễn nhá. Đối với chiều cao cân nặng của chị là mặc rất là xinh nhá. Cẩm Bùi ơi, màu đất ok chị nhá. 60 mét 59 là mặc vừa không chị ơi? Mà em sợ kích ở nách một chút xíu nhá. Sương Huỳnh này ok chút đơn của chị rồi nhá. Có sẻ nhá chị nhá, có sẻ mà đây, sẻ tà đây nhá, rất là xinh luôn. Các chị thích sẻ phải hay sẻ trái cũng được nhá. Ngoan Trinh này, Ngân Trinh này, chất lượng của chị rồi nhá. Sang màu khác đi chị ơi. Đây nhá, có màu khác nhá. Màu xanh rêu, màu vàng nâu, màu hồng phấn, màu hồng đất và màu cam nhá các chị nhá. Mấy hôm này đều mặc rất là tôn da nên các chị này, nhanh tay lựa chọn cho mình một set đi nào. Giá bao nhiêu? Giá là 160.000 ạ. Phạm Hân này, cho em xin em địa chỉ nhá. Tâm Thanh Trương ơi, chốt đơn của chị rồi nhá. Nali ơi, nếu mà comment đầy đủ mã màu, số điện thoại và địa chỉ thì em đã chốt đơn cho chị rồi ạ. Ok, nhân 5 phút nữa em sẽ đi thay cái mẫu sơ mi cho các chị đẹp nhá. 5 phút nữa sẽ đi thay mẫu cho các chị đẹp này, rất là xinh đúng không nào? 5 phút nữa sẽ đi thay mẫu này, các chị yên tâm nhá. Các chị chờ đợi em 5 phút nữa này, để em bán nốt cho chị nào mà chưa mua được cái set này thì mua này. Cho em mẫu ma canh ở Tứ Đại Gia comment nghe là B114 cam, số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok, Quỳnh Ngô này, em chốt đơn này, đúng rồi ạ, đúng rồi nhá chị nhá, comment đầy đủ là được ạ. Chị Phương Vũ ơi, nếu chị comment đầy đủ em đã chốt đơn chị rồi nhá. Chị Vĩnh Phong ơi, em thấy chị nhá, chị liên hệ lại với em đi ạ. Ok, Lương Trúc này, em thấy chị Tú Skill nhá, chốt đơn của chị Lương Trúc rồi nhá. Các chị ơi, đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em cú pháp này, mã màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Em sẽ sâu lại tất cả các màu trước khi mà em chuyển qua mẫu khác cho các chị nhá. Cái mẫu mặc thì có tất cả là 5 màu cho các chị lựa chọn nhá. Màu hồng đất này, màu cam này, màu hồng phấn này, màu vàng nâu và màu xanh rêu nhá. Các chị ơi, chị đặt hàng vui lòng comment đầy đủ mã màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Giá bao nhiêu chị ơi? Giá là 160 ạ. Huy Huyền Nguyễn này, cho em xin lên địa chỉ nhá chị nhá. Em mặc màu xanh rêu, ok từ từ nhá chị nhá. Bán ở Việt Nam đúng rồi chị ơi, em bán ở Việt Nam nhá. Hải Anh này, chị hỏi gì chị hỏi lại em sẽ trả lời chị nhá. Thủy Nguyễn cho đơn chị nhá. Hoàng Yến Nguyễn này comment rồi nhá. Hải Anh ơi, ok nếu comment rồi em cho đơn rồi nhá. Thanh Hồng ơi, chị comment thấy không biết bán cho chị mẫu nào đâu nên chị comment lại cho em này. B114 hồng đất, số điện thoại, địa chỉ nhá. Hải Anh Phạm, ok em cho đơn của chị nhá xem. Hải Anh Phạm ơi, thiếu mất cô mất tiêu địa chỉ rồi ạ. Trần Thị Trinh này, em cho đơn chị rồi nhá. Ok, được nhá, Vũ Cảnh nhá, được nhá. Hậu Trương này, 44 và 56kg, mặc vừa nhá, Hậu Trương nhá, rất là đẹp luôn. Em thấy của Nguyễn Trì, Nguyễn Chuyên rồi nhá. Xóa hết này, ok, mặc được nhá, xóa hết nhá. Em thấy chị Đặng Thanh Hằng nhá. Em thấy Thúy Juni này. Đây, em sâu lại màu trước khi mà đổi mẫu cho chị nhá. Có màu xanh rêu, màu vàng nâu, màu hồng phấn, màu hồng đất và màu cam nha các chị nhá. Chị nào mà thích cái em này vui lòng comment đầy đủ này. B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30. 58kg nếu người gọn là mặc được nhá chị nhá. Chị Phương Phương Vũ ơi, em thấy rồi nhá, em chưa đơn của chị rồi ạ. Hồng đất ok, Hoàng Y Nguyễn ơi. Thúy Juni này, 65-51kg mà vừa không. Chị ơi, chị Thúy ơi, chị mặc y chang em nhá. Đây chị mặc y chang em luôn. 50kg ok nhá, chị Bùi Dụng nhá. Thanh Hồng này, chat xin em địa chỉ nhá chị nhá. Lê Thoa ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Thúy Juni ơi, nếu mà chị comment đầy đủ em sẽ trả lời tự động, bên đã tự động chốt đơn rồi nhá. Các chị thông cảm này, tại vì comment nó nhảy rất là nhiều lần nên các chị thông cảm em không thể nào mà đọc kịp được. Các chị đừng em chảnh gì nhá, tội nghiệp em. Hà Thu này, 1m ok vừa nhá, 45kg mặc vừa nhá chị nhá. Địa chỉ ở ngõ 208 Trần Cung nhá chị nhá. Có bán hết nhá, mua được thì bán này.
Màu cam là 160 nhá chị đẹp nhá. Em cao 1m65 nhá. Góc nhỏ trong tôi 41kg mặc được nhá. Nguyễn Hà ơi cho em xin địa chỉ nhá chị nhá. Màu cam cái này mặc rất là xinh nhá. Đây, cái này có nhúng vào cổ nhá, rất là đẹp luôn. Chị em mà thích cái trễ vai sexy này thì để trễ vai không, các chị thể để lên như này nhá, rất là đẹp nhá. Mấy hôm trước thì có những chị mà hỏi có mẫu tròn không thì bữa nay nhà em về cái mẫu cổ tròn rồi nhá. Đây, cái này có thể mặc được hai kiểu, cổ tròn hoặc là cổ lệch nha các chị nhá. Có cả chân váy nhá, cái này không bán rời đâu, cái áo kèm theo chân váy nha các chị nhá. 160 ạ, Phạm Mỹ Linh này, ok chưa đơn của chị rồi nhá. Được nhá chị Hà Thu nhá, được nhá, 59kg vừa nhá, Lương Phương Anh nhá, vừa nhá. Kiều My Lê Trần ơi, cho em xin em số màu, số cả địa chỉ nhá, hậu trương cho đơn của chị rồi nhá. Nguyên Hà cho em xin địa chỉ nhá. Cao 50 ok luôn. Ok Phương Phương Vũ ơi, các chị ơi nếu mà chưa thấy em trả lời các chị cứ comment đầy đủ nhá, bởi vì quá nhiều comment không thể trả lời kịp được, nên các chị mua hàng cứ comment đầy đủ cho em theo cú pháp mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Bên sẽ có hệ thống máy tính tự động chốt đơn nhá, và các chị yên tâm sẽ ship tận giường cho các chị luôn. Nhung Nguyễn này ok chốt đơn của chị nhá, 47kg vừa nhá chị nhá. Số 5 nhá chị Hồng nhá. Ok em là Nắng này. Chị ơi gửi địa chỉ rồi ạ. Ok rồi, 1m6 với 58. Ok Hải Anh Phạm vừa nhá chị nhá. Màu cam chị comment nghe là B114 cam, số điện thoại địa chỉ này. Em đây Quý Đặng ơi, hỏi gì trả lời đi nào. Thúy Juni em chốt đơn của chị rồi nhá. Ok Nguyễn Hà này em chốt đơn của chị rồi nhá. Và chị Nguyễn Hà, chị cho em xin là mà chị thiếu mất tiêu là mã với màu của em rồi. Bao nhiêu ạ? 160.000 thôi nhá mọi người nhá. 160.000 thôi này. 1m64 55kg là vừa nhá chị Nguyễn Bến nhá. Ai thích B114 không nhỏ comment ngay B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Ok chị Hồng nhá. Mới 50 và 45kg là vừa nhá chị Phương Vũ nhá chị nhá. Vừa luôn, rất là đẹp. Ok Thanh Hồng với chốt đơn của chị rồi ạ. À chị Thanh Hồng ơi, cho em xin thêm số điện thoại nhá, thiếu mất tiêu số điện thoại rồi. Ok chị Hải Anh Phạm nhá, em thấy comment của chị rồi nhá. Bọn biển ơi đặt rồi thì bởi vì quá nhiều comment không cần mà trả lời kịp được, nên là cứ đặt hàng ý, bên sẽ có hệ thống chăm sóc khách hàng, gọi điện cho các chị nhá. Huệ Trương này ok nhá, 1m67 55kg mặc vừa nhá chị nhá. 1m57 46kg là vừa nhá. Có màu gì đây, em sẽ sâu lại màu nhá. Có nhiều chị hỏi bây giờ em sẽ nán lại thêm 5 phút nữa thôi ạ. Nán lại thêm 5 phút cho các chị nhá. Và chị nào chưa mua được thì mua này. Em đang mặc là màu hồng đất nhá. Cái đang mặc là màu cam, màu xanh rêu, màu vàng nâu và màu hồng như các chị nha, rất là xinh. Chị em nào thích cái set này vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho Nguyễn Mến này. Chị comment lại cho em nhá, chị Nguyễn Mến này comment lại cho em này, B114 kèm theo hồng đất, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá chị Nguyễn Mến nhá. Ship Hải Dương là 30 nhá chị Thúy Juni ơi. 57 46 55 vừa nhá. Màu cam chị Hà Võ, chị comment lại xem là B114 màu cam, số điện thoại và địa chỉ nhá. Kiều My Lê Trần em chốt đơn của chị rồi nhá. Màu em mặc là 160 ạ. 160.000 nha các chị nhá. Nguyễn Bến, mỗi năm mặc trong một livestream mặc tận 2 tới 3 mẫu lận, nên là chị comment lại xem nhá. B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nhá. Thanh Nguyễn đặt nãy rồi không được chị ơi. Các chị cứ đặt hàng đi, bên sẽ có hệ thống tự động chốt đơn nên các chị yên tâm nhá. Hồng đất ok Nguyễn Bảo Quyên ơi, hồng đất thì comment nghe B114 hồng đất, số điện thoại địa chỉ nhá. Pin thối này cho em xin thêm địa chỉ nhá. Đây xanh rêu nha chị nha, xanh rêu đây này, có nhúng rất là xinh luôn nha các chị nha. Đây cái này chất cốt tông co giãn nhá, 55 56 kg quay đầu là mặc đẹp nha các chị nhá. Nội thất Hải Anh này cho em xin thêm mã là B114 nhá. Hải Anh Phạm ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Khang Hoàng ơi cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Nguyễn Mến này ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Giá như thế nào chị ơi? Giá là 160.000 một set rồi nhá, bao gồm cả một áo và chân váy nha các chị nhá. Chân váy có xẻ tà nhá, bộ đã mặc là 160 nhá chị đẹp nhá. Đặng Thanh Hằng này ok em chốt đơn của chị rồi nhá, cho em xin thêm địa chỉ nhá. Tân Bé này ok vừa nhá, mặc đẹp nhá. Tân Bé chốt đơn rồi này. Nội thất Hải Anh này ok nhá, chốt đơn rồi ạ. Khang Hoàng ok nhá, xài hết để em chốt đơn rồi nhá.
Ai Hạnh Nguyễn này, ok chưa đơn của mọi người rồi nhá. Ai đã comment đầy đủ em đã chưa đơn hết rồi nhá, và không cần phải vỗ ok đâu, bởi vì em đã có hệ thống máy tính tự động chưa đơn cho các chị rồi nhá. Nói nhiều quá líu luôn. Nguyễn Bảo Quyên này, cho em xin thêm màu và địa chỉ nha Nguyễn Bảo Quyên nhá. Váy đẹp quá bạn ơi, chị Phạm Hương ơi, váy đẹp thì chị sở hữu ngay, chị mình muốn xét đi nào, comment ngay là B114 kèm theo màu, số điện thoại địa chỉ nhá, 48 kg mặc đẹp nhá. Nga Đỗ cho em xin địa chỉ nhá, chị Nga Đỗ nhá. 40 kg là vừa nhá chị Quyên nhá, với 47 46 kg mặc vừa nhá Vi Hùng nhá. Hàng Trần ơi, 1m5 và 45 kg mặc ok đẹp nhá chị nhá, mặc auto đẹp luôn. Em thấy chị Anh Phạm nhá, Yến Thu này, 1m67 53 kg mặc rất là đẹp nhá chị nhá, đối với chiều cao và cân nặng của chị thì mặc rất là chuẩn đấy ạ. Các chị ơi, chị đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Màu em đang mặc là màu hồng đất nhá, 160.000 nhá chị đẹp nhá. Lệ Minh này, em chưa đơn của chị Lệ Minh rồi nhá. Bin Thối này, ok nhá, em chưa đơn của Bin Thối rồi nhá. Hoa Ngọc Điệp này, cho em xin lên địa chỉ nhá. Bao nhiêu vậy chị ơi? Giá là 160 thôi chị ạ, 160.000 mã là B114 nhá. Ai thích em này vui lòng comment đầy đủ này, B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nhá. Tứ Đại Gia này, ok chốt đơn rồi nhá. Bảo Trân ok chốt đơn luôn, à thiếu số điện thoại rồi Bảo Trân ơi. Mét 55-50 mặc được nhá Hạnh Giang nhá. Mét 99-99 mặc được không? Ôi không mặc được đâu nhá. Lương Phương Anh này, cho em xin lên địa chỉ nhá. Thiếu địa chỉ nhá Lương Phương Anh ơi. Bao nhiêu? 160.000 thôi nhá chị nhá. Còn màu gì nữa bạn? Ok chưa kịp xem nữa, em sẽ sâu lại 58 kg là vừa nhá chị đẹp nhá. Đây, 1m67 55 kg mặc đẹp nhá. Màu xanh rêu này. Chị nào chưa kịp thì bây giờ vào này, em sẽ sâu lại màu này. Huyền An ok chưa đơn rồi nhá. Xanh rêu nhá. Vàng nâu này. Hồng phấn này. Hồng đất em đang mặc và màu cam cây đang mặc nhá. Chị nào thích cái màu nào chỉ việc comment đầy đủ B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Anh Phạm em chốt cho chị, nếu mà chị comment đầy đủ thì chốt rồi nhá. Lương Phương Anh ok chưa đơn của chị rồi nhá. Cá sấu ơi, sang kiểu cổ tim, nếu mà chị thích cái kiểu cổ tim thì chị comment cho em là B102 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nhá. 65 kg. Chị ơi, nếu chị cao 1m7 là chị mặc vừa nhá. Chị Phạm Hương đồng dạ hội à? Có nhá chị nhá, có 55 và 58 là vừa nhá. Em có bán nhá, em mặc mẫu nào bán mẫu đấy mà. Lệ Gấu ơi, cho em xin địa chỉ, thiếu mất tiêu địa chỉ rồi ạ. Nếu mà anh mua nổi thì anh mua nhá. Yến Thu này, thiếu địa chỉ của em rồi nhá. Màu đất và màu rêu, Huy Hiên ơi, mua màu đất màu rêu comment ngay là B114 đất rêu, số điện thoại địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Phạm Ngọc, chia comment lại cho em nhá, B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Xuân Nguyên ơi, chị hỏi gì chị comment lại cho em nhá, nhiều comment quá em không đọc kịp được ạ. Hằng Trần là ok chưa của chị rồi nhá. Chị ơi, ebook à, ebook nhớ ghi không trả lời được đâu nên chị cứ comment ở trên livestream cho em nhá. Hoa Ngọc Điệp này, em chốt đơn của chị rồi nhá. Mặc y chang này thôi chị ơi, y chang này thôi nhá. Đúng rồi nhá chị nhá, cái này là xếp rồi ạ. Nguyễn Thị Huyền này, ok em chốt đơn của Nguyễn Thị Huyền nhá. Các chị ơi, đây này, em sẽ nhiều chị hỏi, nhiều chị thích mũ này quá, em sẽ nán lại thêm 2 phút được thôi nhá. Đúng 2 phút được thôi, không hơn không kém nhá. Các chị ơi, chị đặt hàng vui lòng comment đầy đủ trên tay cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. 1m728 kg. Ôi anh đùa em à. Nguyễn Thị Huyền này vừa nhá. Nhân Nhàn Nguyễn này, em cho đơn chị nhá. Huyền Nguyễn cho đơn rồi ạ. 65 cân mặc vừa không, nếu 1m7 là mặc vừa nhá. Hà Hoàng nhá. Nguyễn Bảo Quyên này, Nguyễn Bảo Quyên ơi, em chốt cho chị mà chị thiếu mất tiêu địa chỉ hay số điện thoại rồi nhở. Thiếu thì bổ sung lại cho em nhá. Anh Phạm này cho em xin ok nhá, chị Anh Phạm nhá. Ok Yến Thu này, em đây chị Phương Hoa ơi. Các chị ơi, chào đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Ok Đặng Thanh Hằng nhá, em chưa đơn của chị rồi. Từ nãy giờ chị mua hàng mà thiếu thì bổ sung ngay cho em nhá. Hạnh Giang này ok, chưa đơn của Hạnh Giang rồi nhá. Nguyễn Bảo Quyên ơi, ok nhá, chưa đơn của Nguyễn Bảo Quyên rồi này. Các chị ơi, chị đặt hàng thì vui lòng comment đầy đủ này, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Bởi vì quá nhiều comment mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống, em không thể nào mà đọc kịp được nên các chị thông cảm cho em nhá.
Và ngoài ra đấy thì bên em đã có hệ thống tự động chưa đâu, nên các chị yên tâm nhé, sẽ ship có hàng ship tận giường cho các chị em luôn, phục vụ chị em thoải mái tận tình luôn nhá. Ok, Khang Hoàng gửi địa chỉ. Chị ơi, Khang Hoàng ơi, comment chi tiết lên livestream cho em nhá. Gửi nhiều khi là không đọc được đâu ạ. Em thấy nhà Nguyễn em trơn của chị nhà Nguyễn rồi mà. Rượu Holy này, 55kg vừa nhá, cô Út này. B11 ok nhá cô Út nhá, cho em xin thêm màu và địa chỉ nhá. Bảo Trân ok nhá. Cao mét bao nhiêu? Cao mét 65 ạ. Góc nhỏ trong to ơi, em chưa đơn nữa. Nếu mà comment đầy đủ mã màu, số điện thoại và địa chỉ thì chưa đơn rồi nhá chị nhá. Đinh Hà này ok, chưa đơn của Đinh Hà rồi ạ. Cái này là free size nhá chị nhá. Vừa nhá chị nhá, thoải mái vừa luôn ạ. Màu cam, Minh Trang ơi comment ngay cho em là B114 cam, số điện thoại địa chỉ đầy đủ cho nhá Minh Trang nhá. Comment lại cho em ạ. Ok, Trần Thị Xuân Huyên ơi em chưa đơn rồi nhá. Phương Hoa này. Đúng rồi nhá Phương Hoa nhá, cái này là tách mà chị ơi, tách mà. Rồi mà. Cái này là rồi nhá, cái này chị có thể kết hợp được với nhiều kiểu. Cái áo phải kết hợp với quần jean hoặc là chân váy, còn chân váy có thể kết hợp với nhiều kiểu khác, áo phông hay là áo hai dây chẳng hạn. Rất là đẹp nhá, crop top cũng được. Thảo Nguyên này ok nhá, chưa Thảo Nguyên này Phương Anh ơi. Ok, ship Đồng Tháp là 30 nhá chị nhá. Các chị ơi, chị mua hàng vui lòng comment đầy đủ cho em nhá. Minh Trang này ok, chưa đơn của chị rồi nhá. Chị Minh Trang ơi, thiếu địa chỉ của em rồi ạ, thiếu mất tiêu địa chỉ rồi nhá chị nhá. Nhà Lê này ok nhá, nhà Lê hay Nhân Lê kìa, thiếu địa chỉ của em rồi nhá. Anna Phạm với 57 và 48kg mặc đẹp nhá, Anna Phạm nhá, mặc xinh luôn. Cô Út ơi, size S ok nhá, cho em xin thêm địa chỉ nhá cô Út nhá. Giá bao nhiêu? Chị ơi, giá là 160.000 nhá chị nhá, 160.000 một set này, bao gồm cả áo và chân váy nhá, có xẻ tà rất là xinh này. Chị nào mà thích cái chế vai thì cho chế vai, không thích chế vai thì cho lên nhá. 160 ạ. Ship Thanh Hóa là 30 chị nhá. Các chị ơi, phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nhá. Chị nào mà thích cái set này vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Thúy Nguyễn này, cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá chị Thủy Nguyễn nhá. Số điện thoại địa chỉ này, Thúy Juni em chốt của chị Thúy rồi nhá. Quý Đặng ơi, em chốt của chị rồi mà. Còn mẫu khác nhá chị nhá, còn mẫu khác này có giá là 160.000 nhá các chị nhá. 160.000 này. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu cho chị nhá. Đây sẽ đi thay mẫu này, nhiều chị hỏi quá sẽ đi thay mẫu nhá. Em sẽ thay qua mẫu 115 này cho các chị nhá, rất là xinh nhá. Mặc màu gì cho xinh giờ nhỉ? Em sẽ mặc cái màu này cho các chị nhá, xanh trắng nhá. Rất là đẹp nhá các chị nhá. Em sẽ mặc qua màu xanh trắng cho các chị này. Các chị thích cái em này không nhỉ? Mã là B115 nhá. Nguyễn Đăng Khoa ok chưa đâu rồi nhá. Cái em mặc là màu hồng đất nhá chị nhá. 160 này, nhà Nguyễn thấy chị mà. Em thấy tất cả các chị nhá. Bây giờ em đang đi thay mẫu cho các chị nhá. Chị mà đặt mã B114 thì các chị chỉ cứ comment cho em là B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Các chị đặt hàng thì cứ comment đầy đủ với em nhá. Comment đầy đủ thì bên sẽ có hệ thống tự động chơi lên, các chị yên tâm nhá. Hệ thống tự động chơi lên sẽ chơi lên cho các chị thôi, các chị yên tâm nhá. Nhiều comment nó không đọc kịp được nhá. Bên đang đi thay màu cho các chị này, thay mẫu cho các chị nhá. Từ nãy giờ nhiều chị yêu cầu thay mẫu quá rồi, thay luôn nhá. Bao nhiêu chị ơi? Cái set cái nhân mặc màu cam ý, là mã B114 nhá. Là mẫu năm vừa nãy mặc ấy, giá là 160.000 nhá chị nhá. Cái đấy 55-56kg quay đầu mặc vừa chị nhá. Các chị ơi, bây giờ em đi tham mẫu nhá. Chị nào mà thích cái mã B114 nữa, comment ngay B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Em đi thay mẫu cho các chị dưới này. Ok, tất cả các chị nhá. Nhà Nguyễn chốt đơn chị nhá. Phương Hoa ok chốt đơn rồi ạ. Hương Nguyễn chốt đơn rồi nhá. Chị Nhân, nhà Nguyễn hay Nhân Nguyễn hay chốt đơn cho chị rồi mà. Mét 5 và 45kg mặc đẹp nhá. B11 nâu no. Ok, Anna Farm này, Farm này xem xin địa chỉ nhá chị nhá. Bây giờ em đang đi thay mẫu cho các chị nhá.
Chào thích em này nhỏ, comment ngay cho em nhé. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nha. Đây nhá, đây đây đây. Em đã thích thay mẫu rồi nha các chị nhá. Cái này có giá là 190.000 mã là B115 nha. Chị nào thích em B115 không nhỉ? Comment ngay nhá. Cái này là mẫu caro nha các chị nhá. Đây, cái này mình có thể kết hợp với đai nha các chị nhá. Cái này là dáng suông này chị này. Cái em này là dáng suông nhá, mã là B115 này chị này. Huỳnh Yến Huỳnh này, vừa nhá chị nhá. B114 là vừa nhá chị nhá. Chào đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Cái mã B115 thì nó có tất cả là 3 màu nha các chị nhá. Em đang mặc là màu xanh trắng này, đỏ trắng và nâu trắng nha các chị nhá. Xanh, đỏ, nâu nha các chị nhá. Em đây Phương Hoa ơi, mà các chị ơi, các chị đặt hàng thì em đã thấy hết rồi nhá. Em đã tự động chốt đơn hết rồi nha, nên các chị yên tâm nhá, sẽ về ship tận giường cho các chị luôn, phục vụ tận tình luôn nhá. Các chị yên tâm nhá, em chốt cho chị Phương Hoa rồi mà. Em chốt cho tất cả các chị rồi nhá. Em đang mặc là màu gì? Em đang mặc là màu xanh trắng nha các chị nhá, xanh trắng này. Rượu Holy này em chốt cho chị rồi nhá. Cho em xin em địa chỉ nhá các chị ơi. B114 thì chị nào mà thích B114 thì comment ngay nhá. B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ nhá. Em đang mặc là mã gì? Em mặc là B115 nhá, 190.000 ạ. Cái này có ren này, có ren ở dưới này rất là xinh nha các chị nhá. Mình có thể thắt đai nha các chị nhá. Rất là xinh này, bây giờ thì kiểu chị nào thích em này nhở, comment ngay nhá. B114 hoặc là B115 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Giá như nào chị ơi? Giá là 190.000 nhá. Đặng Thanh Hằng ơi, vừa nhá chị Đặng Thanh Hằng nhá. Các chị ơi, chị nào mà thích cái em này comment ngay B114. B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Của em đang mặc này, cái này là dáng suông chị nhá. Cái này là đầm sơ mi dáng suông này, mã là B115, 190.000 nhá. Chị Phương Thảo ơi, có chị nhá. Ăn fan này ok trơn của chị rồi nhá. Trần Xuyến ơi, nhà em không có sơ mi trắng nhá, Trần Xuyến nhá, không có sơ mi trắng ạ. Ai thích cái em này nhở, ai thích cái em B114 nhở, comment ngay nhá. B114 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Giá như nào? Giá em đang mặc là 190.000, mã là B115 nhá. B114 và B115 là hai cái mẫu rất là hot bên em nha các chị nhá. Nhanh tay sở hữu cho mình một set đi nào. Giá như nào? B114 là 160.000 chị nhá. B115 là 190.000 ạ. Cái này là sơ mi nhá chị nhá. Cái này là váy sơ mi này, có ren ở dưới này, có ren ở dưới rất là xinh nhá. Cái B115 thì có 3 màu, em đang mặc là màu xanh trắng nhá, màu đỏ trắng này và màu nâu trắng nha các chị nhá. Ship nằm ở đường Trần Cung nhá chị nhá, ngõ 208 Trần Cung nhá chị nhá. Bét Vân Hiên này, ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Màu cam cây mặc là 160.000 nhá. Màu cam cây mặc là 160.000, mã là B114 nhá các chị nhá. Ai thích B114 hoặc là B115 anh đang mặc thì comment nghe nhá. B114 hoặc là B115 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Ok này, em là chốt đơn của tất cả mọi người nhá. Ai comment đầy đủ em đã tự động chốt đơn nên các chị yên tâm này. Khang Hoàng này, ok em chốt đơn của chị rồi nhá. Mã chị ơi, mã của canh là B114, còn của em là B115 nhá. Rất là xinh luôn ạ. Cái này thì cái B115 thì 60kg quay đầu là mặc thoải mái luôn. Anna Phan này, ok em chốt đơn của Anna Phan rồi nhá chị nhá. B115 này các chị em ơi, B115 rất là xinh nhá, có 3 màu, em đang mặc là màu xanh trắng nhá, có màu đỏ trắng và màu nâu trắng nhá. Ai thích cái màu nào vui lòng comment đầy đủ cho em này. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Có kết hợp ren ở dưới nhá mọi người nhá, có ren ở dưới rất là xinh này. Đây, cái này là mẫu sơ mi dáng suông nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Ok Khang Hoàng này, ok luôn. Mọi người đặt hàng vui lòng comment đầy đủ này, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhé mọi người nhé. Biên Hương này, ok chất âm của Biên Hương rồi nhá. Chất gì đấy em chị ơi? Cái này à,
B14 là chơi B14 là chất cốt tông nhá chị nhá. Chất cốt tông nha. Hà Phạm này. Ok trơn của Hà Phạm rồi nhá. B14, cái B14 là chất cốt tông thun co giãn nha các chị nhá. Ai là hàng thì comment đầy đủ cho em cái cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30.000 nha các chị nhá. Thảo Nguyên này, ok chưa, của Thảo Nguyên rồi nhá. Ship Hà Tĩnh là 30.000 này và phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30. Áo này là bao nhiêu? Áo em mặc là 190.000, mã là B115 nhá, có 3 màu. Em đang mặc là xanh trắng nhá. Màu đỏ trắng này và màu nâu trắng nhá. 3 màu rất là xinh ạ. Xanh trắng, đỏ trắng và nâu trắng. Ai thích cái mã này vui lòng comment đầy đủ này. B114, à B115 chứ. B115 kèm cho màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Còn kem em mặc là B114 nha các chị nhá. Có 3 màu như cao cứ linh nhá, em vừa sâu rồi này. 3 màu xanh trắng là màu em mặc nhá, đỏ trắng và nâu trắng nhá. 190.000 nhá, cái này 60kg quay đầu mặc thoải mái luôn. Nhưng mà các chị không thích giá suông, các chị có thể thắt thêm cái đai vào nhìn rất xinh nhá. Giá như nào? B115 là 190.000, B14 là 160.000 nhá. Chào đặt hàng vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. Các chị ơi tầm 5 phút nữa nhá, 5 phút nữa em sẽ kết thúc livestream này. Các chị đặt hàng thì comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Cho mình size S màu hồng đất này bạn mà bêu. Chị ơi B114 là free size nhá chị nhá. Nên là chị comment thì chị cứ đặt hàng comment cho em nhá. B114 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ nhá. Size S là chị thoải mái, em thấy chị size S là chị mặc rất là đẹp rồi đấy. Nếu mà mọi người comment đầy đủ em đã tự động chơi rồi nhá. Mọi người ơi, ai mua hàng thì vui lòng comment đầy đủ cho em theo cú pháp, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và tỉnh là 30 nhá. Ok này mọi người ơi. Không nhá chị nhá. Bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream nhá. Và em sẽ nhắc lại ba cú pháp đặt hàng này. Thứ nhất là sau khi kết thúc livestream, các chị có thể comment trực tiếp vào livestream cho em nhá để đặt hàng nhá. Và cái thứ hai này, ở trên page có số hotline, các chị có thể thắc mắc gì và các chị muốn tư vấn cái gì, các chị nhấc điện thoại của mình lên trực tiếp gọi điện vào số hotline cho em nhá. Và cái thứ ba đặc biệt và không nên này, không ebook vào cho em nhá. Ebook là không trả lời được đâu nha chị nhá, môn thuộc không trả lời được đâu. Ok nhá. Chúc các chị một buổi chiều vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi livestream của em từ đầu tới giờ ạ. Chúc các chị có một buổi chiều vui vẻ nhá, làm việc thật là hiệu quả nhá. Em chào tất cả các chị nhá.